Đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền vào ngày 28 tháng 3 mới đây đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không chỉ ấn tượng với visual cực đỉnh của cô dâu chú rể mà mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu cũng được nhiều người suýt xoa. Ngày 28 tháng 3, đám cưới tiền vệ Quang Hải diễn ra tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội. Khoảng 11 giờ trưa, đoàn nhà trai có mặt tại rạp cưới họ nhà gái ở Kim Sơn, Sơn Tây tổ chức lễ đón dâu. Đến 13 giờ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền đã làm xong nghi lễ xin dâu tại gia đình nhà gái, lên đường di chuyển từ Kim Sơn, Sơn Tây về Đông Anh để tổ chức lễ cưới. Rời rạp cưới nhà gái, cô dâu và chú rể được dàn vệ sĩ dẫn lối, bảo vệ ra tận xe. Xe hoa đón dâu là chiếc Rolls Royce có giá khoảng hơn 14 tỷ đồng. Thấy con dâu diện váy cưới vương víu, mẹ của Quang Hải, bà Dương Thị Cúc đã chu đáo xách váy cho Chu Thanh Huyền. Chàng tiền vệ sinh năm 1997 cũng chỉnh váy cho vợ đến khi nàng ngồi yên vị trên xe. Nàng quát Chu Thanh Huyền nở nụ cười hạnh phúc khi được chồng và gia đình yêu thương, chăm sóc. Ngày chung đôi, bà xã Quang Hải khoe nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Hành động nhỏ của mẹ Quang Hải trước sự chứng kiến của quan viên hai họ cũng chứng minh bà Cúc ưng ý với nàng dâu mới như thế nào. Bên cạnh đó, mẹ Quang Hải đã tặng 3 chiếc kiềng bằng vàng giá trị cho cô con dâu Chu Thanh Huyền. Cả hai mẹ con đều trao nhau cái ôm thắm thiết, chứng minh tình cảm gắn bó, yêu thương. Nhiều fan phát hiện ra mẹ Quang Hải và Chu Thanh Huyền có nhiều nét giống nhau trên gương mặt. Thực tế trước khi Quang Hải và Chu Thanh Huyền về chung một nhà, Thanh Huyền đã có mối quan hệ tốt với mẹ chồng tương lai. Khi cả hai xuất hiện ở đám cưới của Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My hồi tháng 11 năm 2023, Chu Thanh Huyền thì thầm to nhỏ cùng mẹ Quang Hải và còn đứng quạt cho mẹ của bạn trai bớt nóng. Nàng WAG cũng thường xuyên cùng mẹ Quang Hải và hội phụ nữ trong nhà tụ tập ăn uống, gắn kết tình cảm. Được biết, trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền đã chọn một thiết kế với form dáng cổ điển, tạo nên vẻ thanh lịch và sang trọng có giá lên đến 150 triệu đồng. Để tạo ra chiếc váy cưới tinh xảo này, đội ngũ thiết kế đã dành hơn 4 tháng làm việc không ngừng từ việc lên ý tưởng ban đầu, điều chỉnh những chi tiết nhỏ nhất cho đến khi hoàn thiện trang phục. Chiếc váy có 2 lớp ren phủ trên phần tay cùng hàng nghìn viên cườm và ngọc trai nhỏ được thợ thủ công lành nghề đính kết một cách tỉ mỉ. Nhờ vào việc này, Chu Thanh Huyền đã tự tin khoe bờ vai thon gọn và vòng một quyến rũ trong ngày cưới của mình. Đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền được tổ chức với quy mô hoành tráng với khoảng 1.200 khách mời. Sau đám cưới ngày 28 tháng 3, Quang Hải và Chu Thanh Huyền còn một tiệc cưới tại khách sạn 5 sao vào ngày 6 tháng 4 sắp tới. Được biết, đây được xem là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất, từng là nơi cựu Tổng thống Mỹ Obama từng ở khi tới thăm Hà Nội. Ngoài ra, cặp đôi Duy Mạnh, Quỳnh Anh cũng từng tổ chức đám cưới ở đây vào đầu năm 2020. Chính vì thế, không quá bất ngờ với độ sang chảnh cũng như hoành tráng của tiệc cưới ở đây. Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1997, hiện thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League 1 và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh từng nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2018. Chu Thanh Huyền, sinh năm 2000, là hot girl có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô kinh doanh tự do ngành hàng mỹ phẩm. Trước khi làm lễ ăn hỏi, cả hai có 3 năm hẹn hò kín tiếng. Dù không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, Quang Hải vẫn thường xuyên đưa nửa kia đến tham dự những sự kiện quan trọng hay gặp gỡ người thân, bạn bè.